đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng? Dồ ấy thằng người nữa. Ê, chúng ta được lên level 9 rồi nè. Ghi được cái loot box đúng không? Hay quá. Mở loot box xem có gì hot. Next game begin luôn mà. Ok, mình sẽ để cái trận fuck. Thì theo mình biết, ngoài việc con Bastion bị thực ra thì trận vừa nãy nếu mà có đứa nào pick Junkrat ấy là ăn được nó đấy, nhưng mà chả có bạn nào pick cả. Mình thực ra là mình cũng không thích chơi Junkrat cho lắm tại nó cứ kiểu gì ấy. Mình nghĩ là mình sẽ chơi con Widowmaker lần này đi. Ok, Widowmaker. Mình thật sự không giỏi trong vụ snipe mọi người lắm, nhưng mà chứ gì là thấy hai chaser thấy đẹp rồi, chứ gì thấy hai chaser lại thấy xinh gái rồi, nhìn trận này lại thấy không có cái gì vui vẻ rồi. Thế tôi không sao cả, nếu là đấy là mọi người muốn thế thì mình không thắc mắc rồi. Ok, tớ là nếu các bạn tin tưởng vào việc tớ sniper thế để mình tớ làm defense cũng được. Ổn má. Hay quá, mình chưa sniper ai bao giờ cả. Mong là mình có thể ăn được đứa nào đấy. Ok, vậy là mình cút bài và làm gì đây. Quá. Chị nó bắn lên. Trông bỉ vai. Mình có grappling hook này. Đấy. À chắc là để cho mình đến những cái chỗ khó đi. Kinh quá. Căng quá. Bây giờ mình kiếm được chỗ nào đẹp như kiểu chỗ kia chẳng hạn. Ok. Đứa nào thò mặt tao bắn lùng đầu. Hi. Mong là không bị móc, đứa nào móc từ đằng sau thôi. Ok. 5 4 3 Tô, Wan. Không thấy đứa nào cả. Không thấy đứa nào cả. Ui giời ơi. Fuck my life. Tớ chạy đây. Các bạn ơi. Có con tăng sau lưng. Con này nó cố nó đuổi theo mình bằng được. Chả hiểu sao nó cay mình thế. Đời lúc là đời mình chả bao giờ tử tế được mà. Lúc nào cũng phải chơi tệ lói mắt ra thì mới thấy vui. Không sao. Ui. Thì sao thế. Ok mà. Xem chất địa như nào cái mà. Giữa chúng nó có vẻ đang ra được này. Ok. Một. Ok, nó chạy rồi. Khó thật. Ơ, thằng này điểm sao đấy. Thôi khổ thân. Không để ý à. Tôi không để ý nó khổ thế đấy. Tại sao mình ném vào đấy nhỉ? Bây giờ một thằng. Cuối cùng tớ cũng strike được một thằng. Mặc dù cái vị trí đó cũng hơi bị Sida tí. Ui dồi, cái gì đấy? What the fuck? Merci. Con này người Pháp à? Đâu rồi? Các bạn trẻ đâu hết rồi. Mình nên bật cái quy để xem. Ôi dồi ôi, rồng bay phượng múa rồi. Fuck. Mày. Fuck. Ôi dồi ôi. Các bạn ơi, cứu tôi. Oh god. Ok, máy quá. Ôi dồi, bắn trượt kìa. Hay quá, siêu quá, chơi sờ giỏi quá. Nhưng mà tớ chả thấy đứa nào cả, cái sao giờ. Xui đủ. Ôi dồi, con kia lại ra kìa. Con to vãi cả to nó lại ra kìa.
I got you in my side. Cái gì đấy? Cái gì I got you in my side đấy? Ồ nộp gì đó? What the fuck? Mình đang cô một mày chạy à con, mày đang mày cố đang số cố snipe tao à con. Mày nhập rồi nhá. Mình bắn trượt snipe như con kẹt ấy. Còn đứa nào ra đây nào? Ôi, một con nữa. Ôi giời ơi, trượt. Ôi giời ơi, đông quá. Phạc. Mình không biết mình đang cố làm cái gì cả. Mùi mày đuổi theo tao có chó. Haha. Cái fuck. Cái fuck bitch. Lại rồng bay rồi. À! Rồng bay hướng nào? Rồng bay hướng nào? Mình chả biết mình đứng tít chỗ này để làm gì. À ui. Có đứa ở trên kia kìa. Fuck. Mày này. Tại sao tôi chết vậy? Nó có bắn gì vào tôi đâu? Tôi vô lý vậy. Còn mà ném bom vào chỗ mình. Ok, có teleporter là tốt rồi. Sao? Phát ô rồi lại nghe tiếng ấy rồi. Ui no. Có cái lin ý. Ôi dồi ôi. Ôi god trượt. Ôi dồi trượt rồi. Thôi rồi. Vãi. Lại Kurau cái gì ấy. Cáu thật. Cáu thế. Thằng này được. Mày được. Overtime rồi. Thắng rồi. Whee. Victory. Mình trả được cái deck gì cả. Không sao cả, mình chơi gà mà. Hu hu. Ok. Play of the game. Mình được gánh. Mình chơi tù thật. Mình phải công nhận mình chơi tù thật. Kinh ấy. Sir. Mình trả được cái điểm gì cả. Thì ta chưa chơi Widowmaker rồi cả. Yes, please. Play. Chúng ta sẽ chơi con khác để xem có con mình không biết là mình đã chơi con gì cả. Hanzo. Hanzo chơi khá là hay. Nó còn có cái ulti bắn xuyên tường của nó nữa. Nếu mình bắn chuẩn thì mình ăn được play of the game khá đơn giản. Nhưng mà để mà nói nó khá là khó ở những cái kiểu địa hình rộng. Không sao cả. Mọi người nhìn nhá, 8 giây. Ồ ok, xem mình đang thích thắc mắc. Ilios. Đây là chỗ nào trông đẹp này. Mình muốn đến đây sống á. Nhưng rất tiếc đời mình như kẻ không có tiền. Không đi du lịch được. Ồ ok, chúng ta sẽ chơi con Yep, nice game, GG. Fuck my life. Play of the game. Tôi cảm thấy buồn khóc quá. Tại sao các bạn lại chơi giỏi đấy? Chả bù với mình. Mình kiểu không biết cái gì về cái gì luôn lúc này nhảy vào đánh nhau ấy. Mà các bạn giỏi thế. Ê, fuck zit. Cho cảm giác có điều hòa rồi nó không thoải mái lên cho lắm. Nó vẫn khá là muối các bạn ạ. Mình vẫn thấy muối vãi. Kiểu căng kiểu chọn passion như không có chuyện gì xảy ra. Nhận ra rằng cái map nó rộng vãi cả ra, chả làm được cái gì cả. Chả có chỗ nào để mình đứng mình bắn cả. Teo 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 teo
Fuck my life. Searching for game. Hay quá nhỉ. Temple of Anubis. Thế thì mình là bên không hay phương bên thủ? Nếu bên thủ mình ok, Bastion nào các bạn. Riêng bên thủ thì cứ Bastion với cả combo với cả mấy bạn trẻ này thì bắn tẹp bô luôn. Không cần sniper đâu các bạn. Đấy, một thằng tăng này, đấy, có sniper rồi kìa. Rồi, một bạn tấn công nữa thôi. Rồi, easy, easy win. Mong là thế. Mình mệt mỏi rồi. Mình chỉ muốn thắng một trận cho vui cửa vui nhà, gọi là trận cuối. Cáu lòi mắt ra. Quả đấy bị lật kèo, đen được. Yolo. Chiến đi các bạn. Nào, để xem nào ra đấy vui vẻ nào. Team mình có những đứa nào nhỉ? Có mấy cơn. Đôi khi cái bọn nhân vật trong này nói chuyện với nhau khá là hay. Bây giờ thì quan trọng là chúng ta cần vị trí như nào để chúng ta có thể đánh nhau được. 30 seconds. Ok, mình nghĩ là vị trí này là vị trí rất là chuẩn rồi đấy. Dịch sang bên này một tí. Đây đi. Càng lộ thì lại chú nói càng dễ bắn mình chết. Ok, mình đứng ở tầm này là được rồi. Đứng gần đây tí đi. Ok đấy. Thế ý nhận nhìn được đứa nào đi vào mình bắn. Con kia leo cái kia mà. Tùy. Tô. One. YOLO. Nào, attacker incoming nào. Nào, xem chúng ta sẽ làm được cái gì à. Chạy về chưa, các bạn chạy về chưa. Con kia đang đứng ở trên kia này. Thôi xong. Chưa gì ạ, có bạn đi rồi. Có cái lệnh ấy. Ờ, bị cái bảng chắn khó chịu quá. Ui dồi ôi, chúng nó đi ra đường cửa sau kìa. Đi đường cửa sau kìa. Có xuống đuôi đủ. Có xuống đuôi đủ. Mình thấy nó gần quần ở cái chỗ đấy làm gì vậy. What the fuck. Ô kìa. Ô kìa. Hey khỉ. Khỉ ê. Có bạn gì ở trong kia kìa. Bạn McCree à? McCree ở trong đấy làm gì đấy? Ô kìa. Bây giờ thì bạn này đi làm gì? Khổ thân mà chết. Ô con lợn. Con lợn kìa. Mình vừa thấy con lợn. Mình vừa thấy con lợn xong. Fuck you. Oh fuck. Cả hết đạn các bạn ạ. Vui chưa? Mình bắn được vào bao nhiêu máu. Thì đáng lẽ mình nên chuyển sang dạng turret, mình đang bắn chết nó. Phải cả cái khẩu shotgun của nó bắn cân đau thế. Ừ thì công nhận shotgun mà mình không biết mình đang thắc mắc cái gì nhưng mà... No, chết rồi à. Không. Ô, thôi xong rồi, bất điểm A rồi. Ơ, mình không nhảy được. Chúng ta sẽ bất điểm A vì mình không nhảy được tường. Thôi xong rồi. Thế là xong. Thế là xong, các bạn làm gì rồi? Các bạn ra nào. Ui trời ơi. Không vui rồi. Ui trời ơi, mình đang cố làm cái gì này. Ô cái gì đấy? Cái gì đấy? Tí nữa thì chết à? Fuck! Đằng sau mình! Con chó này! Nó đang hơi... lúc đấy mình không để ý. Mình còn không... kiểu nó không có báo cho mình biết là mình bị tấn công ở đâu ấy. Làm ra mình không biết là... chỗ nào? Ủa, ủa. Cool story. Cool story. Ừ, hai nu nó kẹt ý. Ôi dồi ôi. Vui tính lắm. Bạn cũng vui tính đấy. Nó... nào.
giết con support trước ở đây. Chết lại đi. Vớ va vẩn và quen. Đấy, đây đây là công việc của Bastion các bạn ạ. Đứng y này bắn thôi. Giữ chuột phải chính xác hơn. Giữ chuột trái. Và ngồi sạc điện đấy. Nào, hello các bạn. Ai muốn đánh nhau nào? Armor here. Đấy, hey, các bạn cứ vào đi, tớ sẽ... Oh, shit, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, oh, oh. Tính đấy. Ừ đấy, vui tính đấy. Bạn bạn rất là vui tính đấy. Mình làm gì thế này? Ok, vui tính đây. Nhưng chưa đủ. Ui giời. Ui giời ơi. Ok, mình nghe, mình thấy con lợn. Ui giời. Con lợn. Không, đừng có gót em in anh sai ạ. Anh đừng gót em in anh sai ạ. Em anh kinh lắm. À, lại in hai nun. Chào bạn. Ui giời. Ui giời. Mình đã khóc rồi. Chờ có. Mày thì. Nào, đứa nào muốn bắn xe tăng nào? À, bắn xe tăng nào? Là ít hai nun đâu đấy, ít hai nun đâu đấy. Vừa nghe thấy ít hai nun đâu đấy. Úi rồi, úi rồi, úi rồi ơi các bạn ơi. Ủa. Tớ chỉ muốn ship nào. Tớ chỉ đứng đây thôi. Có con khỉ ở dưới này này. Úi rồi, cái gì đấy? What the fuck? Có con Widow rồi, có con Widow rồi, Widow xuất hiện, Widow xuất hiện. Có Widow, có Widow, Widow. Nó bắn từ hướng nào đấy? Ui giời bắn kia kìa. Tôi xong rồi rồi. Không vui rồi. À con Widow rồi, khó chịu thật. Mình nhìn thấy nó mình không làm gì được. Fuck. Ngay bên cạnh có con khỉ nữa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, ra kịp không, ra kịp không, ra kịp không. Máy quá ra kịp. Các bạn giải quyết. Các bạn. Ôi Eto. Có thể làm. Ô. Con khỉ kìa. Có cái lin ý. Con ui dồ, cái gì đấy, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy, kiểu mọi. Ui dồ. Chào bạn. Tớ biết là bạn không muốn chui vào đấy đâu, nhưng mà kiểu. Ôi dồ, bạn đâu còn cách nào khác đúng không? Khổ thế. À, bạn cũng thế á. Ôi, fuck. Có con Sida nó ở trên kia. Có David. À, quả đấy mình cần giết được nó, nhưng mà có con Widowmaker nó ở trên kia. Ơ, mình đang ở đâu đây? Fuck you. Ơ, con Widowmaker khó chịu quá. Thật đúng là hóa ra con Widowmaker thật sự là counter con Bastion thật. Bất ngờ chưa? Nhanh. Không vui rồi. Không vui rồi. Kìa, trên kia có con Widowmaker kìa. Dắt chết bạo đi. Giết ngay đi. Phải lean ấy. Mình thật sự có thể. Ui giời. Ui, nó bắn đau thế. Thôi xong support nhà tôi rồi. Đây thì ăn vào mắt à. Ô, cả team nó vào. Nó đẩy mình rồi. Các bạn ơi. Ủa, nó khỏe quá.
nhanh. Hay quá chưa ra sao à? Siêu ghê. Nó nhảy vào combat thế mà swap. Không ghé cho armor nữa. Ồ ok. Thế quái là mình không bị sao quả đấy đấy. Cờ bạn. Mình vừa thấy có đứa nào đấy vậy. Ok, có đứa. Ui dồi, thôi xong rồi, support tôi ơi. God. No, cố lên nào. Mày này. Bọn lợn này. Mày tưởng chúng mày bắt nạt được tao á? Xin lỗi đi. Fuck. Mình nhìn thấy quả bom đâu đấy. Ok. Hình như có đứa chuyển sang răng rát rồi. Nó cay rồi, chuyển sang răng rát rồi. Răng rát là cả vấn đề đấy. Mình chỉ cần 30 giây nữa thôi. Ui dồi. Răng rát đây rồi. Ui dồi. Các bạn ơi. Mày này. Mày này. Ôi thôi xong rồi rồi. Nó pin tôi. Fuck. Cáu. Nó điên đấy. Nó điên lắm. Nhanh cái nào. 10 giây nữa thôi. Chúng nó đang đẩy được rồi. Yes. Victory. Fuck you. Ha ha. Yes. À thế thì no, ok, không sao cả. Mình cũng không ý kiến gì cả. Dù gì mình đã chơi con dễ ăn play of the game nhất mà. Đúng rồi. À, thực ra thì đấy mới là cái có lỗi cả. Không sao cả. Cái con khó ăn được play of the game nhất. Nhầm, không có gì. Wow. À, mình thì mình được 13 cái red con Q này, 28 elimination và chả bạn nào cho mình. Wow, mình tự comment của mình. Ê, ai cần các bạn. Vàng. Sởi 4 cái vàng luôn. Vậy thì mọi người vừa xem xong game Overwatch. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Mình goodbye.